Cụ thể, trẻ em dưới 12 tuổi khi đi trên các chuyến bay nội địa có thời gian bay trên 1 tiếng 15 phút sẽ được nhân viên Vietnam Airlines trao gửi những món quà thay cho lời chúc mừng và lời cảm ơn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chiến dịch hành trình yêu thương Flights of Love của Vietnam Airlines. Chương trình được áp dụng trên 17 đường bay nội địa giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ, Chu Lai, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Đồng Hới, Vinh. Cùng với hoạt động tặng quà trên chuyến bay, quý vị khán giả mua vé ở đâu cũng đừng quên tham gia chương trình tặng vé máy bay dành cho trẻ em dưới 12 tuổi và học sinh giỏi của Vietnam Airlines.